Anh này thấy quen không? Có. Trên truyền hình đó. Có. Đó, diễn viên đóng vai cậu ba nè. Chập chững vào nghề chưa lâu, Tám Tàn đã phải đối diện với những tai nạn nghề nghiệp. Không có nói nhiều, bây giờ quýnh nó khỏi quay phim luôn. Ê dạ, ê trời ơi sao quýnh ta. Ê dạ. Bây giờ về đi, bây giờ nó tóm lại là bây giờ người ta kêu mình, mày muốn tao kêu mày bận gì, tèo sửa xe, hay là tèo xe ôm, hay là tèo trồng sen, hay là tèo trồng chuối, muốn cái nào? Con cũng không biết tèo nào nữa. Anh làm nhiều chuyện lắm. Anh đang đứng trước nguy cơ tan vỡ tình yêu. Mình chia tay đi. Có người sắp chết nữa bạn đó. Trời ơi, ai chết bên đó? Chú Vũ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với bà chủ Diễm Hồng đấy? Sao vậy? Con không biết làm sao á. Hồi sáng mời chú qua nhà chơi ngồi uống trà với tía con. Đang ngồi nói chuyện uống trà bình thường vậy nè. Tự nhiên cái chú á, co giật vậy nè. Bây giờ má con bệnh sợ lắm con Hồng ơi. Sao tôi đi bệnh viện đi? Chú nói á, là phải gặp cô mới được. Chứ chú không có chịu đi bệnh viện. Mời quý khán giả đón xem Con Ông Hay Lúa vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh truyền hình 9 tầng 1.